Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh quý 3 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2022. Đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 9 tháng năm 2022, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đoàn viên hội viên và nhân dân, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tổ chức nhiều hoạt động, hỗ trợ thăm tặng quà gia đình chính sách, người lao động, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cũng đã huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ xây và sửa chữa 33 nhà cho hộ nghèo. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những kết quả Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh đã đạt được trong quý 3 và 9 tháng năm 2022. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đã đề ra những tháng cuối năm và cả năm 2022, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện các chủ trương kế hoạch của tỉnh trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt, phải chủ động nắm bắt tình hình, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ chủ trương của tỉnh, quyền và lợi ích của nhân dân khi nhà nước thu hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư vào địa bàn tỉnh. Đối với tỉnh thì cơ bản thu ngân sách chúng ta thì nói là đảm bảo thì cũng đảm bảo rồi, nhưng cũng còn rất nhiều thách thức mà chúng ta phải đặt ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó những điểm rất lớn mà chúng ta phải thấy rằng là khắc phục những khó khăn trong đời sống nhân dân, thực hiện cái nội dung mà xây dựng nông thôn mới mà thì theo chúng ta giao phải thực hiện. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy rằng là với khối lượng rất lớn trong công tác giải phóng mặt bằng chung các dự án trọng điểm của tỉnh thì đây là rất nhiều cái nội dung mà khó khăn ở các địa phương đều nêu lên. Đấy là cái thách thức từ nay đến cuối năm, thưa đồng chí, là còn rất nhiều vấn đề chúng ta phải làm. Rồi về các cái cơ chế chính sách an sinh xã hội là chúng ta phải chạy nước rút rồi. Đấy, chúng ta tổ chức thế nào? Đấy, từ hoạt động của hội, đấy, từ kết nạp hội viên, từ đến trình độ hội viên, rồi đến phương thức hoạt động của hội viên chúng ta, từng đội hội chúng ta ở cơ sở thực sự đã đi vào cuộc sống của người dân hay chưa? Thì đây là cái bài hôm nay thì các đồng chí thấy rằng chúng ta còn nhiều cái trăn trở. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cần tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực tham gia giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tích cực vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và những người có hoàn cảnh khó khăn.